các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Loan Shoot. Hôm nay Loan sẽ làm một cái video giới thiệu về dòng sản phẩm SAVCM, hai dòng máy ép là GE35 và GE07. Bây giờ đối với việc so sánh của hai máy ép này thì Loan cần một đạo cụ, đó chính là bất cứ một cái trái nào đó ở ngoài đây. Còn bây giờ đi theo Loan để mình cùng so sánh hai dòng máy này nhé. Và đây chính là máy công nghiệp, máy ép. Dòng này là dòng GE35, còn dòng bên đây là dòng GE07. Hồi nãy cái máy này mình có xay cho khách đó, mình có ép cho khách, thành ra là còn một ít bã trong đây, nhưng mà mình thôi kệ đi. Mình để trong đó, rồi sau đó mình làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để so sánh giữa hai cái máy này. Nhưng mà vấn đề khi mà chúng ta thí nghiệm thì chúng ta vẫn phải đeo bao tay cho vệ sinh an toàn thực phẩm. Lý do Loan chọn củ sắn đơn giản thôi, bởi vì nó dễ cắt. Mình chỉ cần gọt vỏ ra như thế này là ok. Trong quá trình ép thì chúng ta có thể so sánh được là máy ép thịt bã giữa hai máy sẽ như thế nào, và quá trình tốc độ ép sẽ trong bao lâu. Để Loan giới thiệu trước sơ về cái máy này nha. Hôm cái video trước thì Loan cũng đã giới thiệu rồi, nhưng mà lần này Loan sẽ giới thiệu sơ để các bạn nắm. Cái dòng máy này, hai dòng máy này tương tự như nhau, đều có phần vòi để thải cái phần bã ra, còn ở bên đây là phần để chắc lọc lấy nước. Đều có các phần lọc như nhau, và cái máy này nó hơi khó nhìn một chút. Có ml ở đây, từ 100, 200 đến 300, ở bên đây cũng như vậy, nhưng mà bên đây nó là màu trắng thì mình tương đối là dễ nhìn hơn. Bây giờ mình sẽ cắt cứng quá ta. Mình phải
phải đợi. Đối với lại cái máy CE07 này thì khi chúng ta xay bất à chúng ta ép bất cứ một công thức nào, nếu như các công thức đó có mix tất cả các loại giống như rau củ quả lại với nhau thì chúng ta có thể ép liền tù tì, bỏ tất cả các thực phẩm vô cùng một lúc. Nhưng mà đối với chỉ ép một loại trái cây hoặc là một loại rau không thì cái thời gian ép chúng ta sẽ phải giãn ra một chút. Nếu mà không giãn ra thì nó sẽ bị kẹt máy. Cái máy này nè, cái máy nhỏ này CE07 nó sẽ có cái tiếng kêu lớn hơn là so với cái máy CE35. Nhưng mà đối với cái máy này, nếu mà các bạn cho cái phần loại trái cây to vô thì nó sẽ phát ra một tiếng giống như là hơi nổ một chút xíu. Riêng về cái phần bã này á, Lanh sẽ lấy vào tay ra cho các bạn xem rõ hơn. Riêng về cái phần bã này á, thì các bạn nhìn kỹ nha, cái phần bã này Lanh có cảm giác là nó khô hơn, hầu như là không ra nước luôn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần bã này ra cho các bạn xem luôn. Thì hai máy tương đương, cái lượng bã của nó cũng giống nhau. Bây giờ lên xả hai bên vòi nước này ra luôn nhé. Nếu như các bạn thấy là cái máy này hồi trước mà Lâm mới mua thì nó sẽ bắt kịp bã hơn, nước ra nó không có được nhiều sát giống như vậy. Sau đó đến bên đây, Lan sẽ tắt máy đi. Bây giờ Lan lọc ra cho các bạn xem. Đây là phần nước ép của CE35, còn đây là phần nước ép của CE07. Cái này bao nhiêu nhìn không rõ như ép sơn con. 100 ml. Cái này được bao nhiêu? Cái này nhìn không thấy. Quay bên đây coi. Khoảng 120 ml, nhưng mà Lan nghĩ là 120 ml này á thì là nó có cái phần xác của nó nhiều hơn, nên là bây giờ Lan sẽ chắc ra đây cho các bạn xem, lọc ra đây cho các bạn xem. 100 đúng không? Trong có một chút xíu thôi, nhưng mà cái lượng bã này nó ra rất là nhiều. Và bây giờ Lan sẽ đổ cái bã của máy CE07 này đi để lấy cái ly ta. Ta sẽ đổ cái phần này ra đây luôn. Xong sau đó Lan lọc lại cái phần nước ép của CE35. Phần bã, cái lượng bã của nó ít hơn rất là nhiều so với cái máy kia. Nhưng mà cái máy CE07 thì giống như hồi nãy các bạn thấy được bao nhiêu ml? 100 luôn. 100 hơn chút xíu thì nó tương đương như nhau à. Đúng không? Giống như các bạn thấy á, cái phần nước ép của CE07 thì hồi nãy là nó nhiều bã hơn, là Lan nghĩ là do quá trình mình sử dụng nhiều rồi, sử dụng lâu dài rồi, thành ra là cái lưới lọc của nó không còn được tốt giống như lúc đầu nữa. Chứ mới đầu Lan mua về á, thì cái lượng bã, cái lượng sát của nó ra cũng ít giống như vậy thôi. Nhưng mà còn chất lượng nước á, thì nó sẽ vẫn sẽ như nhau, nó không khác. Và một cái đặc biệt nữa đó chính là
Lan sẽ không bao giờ bỏ bất cứ một cái thứ gì mà mình đã thử nghiệm, mình đã thí nghiệm qua, mình phải tranh thủ hết. Không, là rất là tiếc luôn, tại vì mỗi một thứ mà mình bỏ tiền ra mình mua đều là từ tiền của mình làm ra hết. Không biết là các bạn đã thử qua cái món nước ép về củ sắn hay chưa? Thì Loan cũng nói sơ về cái vị của nước ép này, thì nó sẽ có hơi một chút bùi bùi ngọt thanh mà không phải là giống như ngọt đường đâu. Và đặc biệt củ sắn tốt cho sức khỏe, cung cấp nước cho sức khỏe, ngoài ra còn hỗ trợ các bệnh về tim mạch hay là kháng chống viêm cho chúng ta. À, có một cái nữa là các bạn có biết bột sắn, người ta thường gọi là bột sắn dây á, thì cái vị của bột sắn dây nó cũng na ná giống như cái này, nhưng mà nó sẽ không được nó không có được tinh khiết, nó không có được đừng sao ta nói sao để cho dễ hiểu ta. Tức là cái bột sắn dây đó chúng ta muốn uống thì chúng ta cần phải thêm đường, nhưng mà uống cái nước của củ sắn nguyên chất này thì nó cũng vẫn sẽ thấy được cái vị bột bột ở trong đó. Các bạn còn chần chờ gì nữa giữa cái thời tiết oi bức, nóng bức như thế này mà còn sắp Tết nữa, thì chúng ta cần phải quan tâm hơn cho sức khỏe cũng như là làn da của chúng ta. Thì nước ép củ sắn là một trong những gợi ý tốt nhất dành cho các bạn. Nếu như bạn nào không vẫn chưa có thời gian để thực hiện cho mình một ly nước ép củ sắn thì hãy alo ngay cho Lan để Lan ship tận nơi cho các bạn về món nước ép nguyên chất và tuyệt vời như vậy nhé. Hãy like và share, đăng ký kênh của Lan để cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là đóng góp về ý kiến của các loại nước chốt hay là các dòng sản phẩm về máy ép. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.